Sóc Hoàng Nhật Lệ xin kính chào các bác. Em tiếp tục lên sóng chiếc máy điều hòa di động cửa sổ Morita, con em để số 24. Vào mùa này thì các bác mua máy điều hòa này rất là nhiều. Năm nào em vào mùa em cũng bán tầm 300-500 chiếc máy này. Một con số rất là khủng với cái số lượng bán lẻ đấy ạ. Cái nhu cầu rất là lớn. Khi mà các bác tìm hiểu thời gian gần đây các bác mua rất là nhiều. Cái bọn này chạy rất là hay ạ. Thiết kế rất đơn giản nhé. Đấy. Mỗi một cục này thôi, cứ có một cái không gian nào để thoát được cho khí nóng ở đây là nó chạy, là mát phòng. Diện tích phòng là mát từ 10 đến 12 mét vuông, 15 mét thì cũng ok. Đấy, nhưng mà sẽ mát lâu hơn một chút. Đây là một cái con của cái thương hiệu Morita. Đây em đang ngồi đây, nhiệt độ cửa gió ngồi trước rất là lạnh. Rất lạnh nhé, mà chạy êm, tiêu chuẩn Nhật chạy rất êm coi nhé. Đấy, ngồi rất là lạnh luôn. Con này thì có cả báo nhiệt độ môi trường này. Đây nhiệt độ đang trong nhà là 28 độ C. Còn nhiệt độ ngoài trời thực tế chắc là giờ phải 30 mấy độ rồi. Đấy, có tăng giảm nhiệt độ đây. Đấy. Nhiệt độ cài đặt phòng thấp nhất xuống là 16 độ C. Thấp nhất. Nhưng mà thường chả máy nào kéo được đâu. Đấy. Đấy. Có các cái chế độ như là mát này. Hút ẩm này. Quạt gió này. Ba tốc độ. Đấy. Hút ẩm đúng không nhé. Đấy. Quạt gió không này. Sẽ làm lạnh này, các tốc độ gió mạnh yếu các này. Điều chỉnh full trên máy luôn, có hẹn giờ này, đầy đủ tính năng, có bật ion này, con máy còn rất là đẹp của hãng Morita, em bán 3,6 triệu các bác nhé, con này không có điều khiển từ xa nhé, em bán 3,6 triệu, thì các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bạn.